throughout the night. Và câu hỏi của mình nó sơ qua cái sử dụng từ khóa này, mình hãy đưa vào kết hai bài đó. Đấy là từ sử dụng từ khóa mà mình đã học rõ ràng. Tại vì mình cứ tưởng tượng cái đường từ khóa cho nhà sư. Những cái họng của mình là từ khóa mà mình mới bắt được hết. Mình đã hết. Tổng luôn. Nếu mà kéo thẳng ra còn dài nữa, tăng trưởng nét mạnh và rất nhiều nó về cái cơ địa con người như vậy, mình đã sử dụng hóa chung đó, nó dài như vậy thì nó từ hiện nay người ta kia là khi hóa cơ và khi hóa thứ lấy món nào. Một đầu kênh một người của họ chỉ có nói nha. Một kênh trả lời, kênh trả lời. Vì được thì mình bây giờ chúng ta thì mình thật. Nếu nó có cái thực tiêu của sứ như quá, có ói ra máu, họ đưa, hoặc nó bằng. Thấy như quá kênh. Đi cầu, phân ngang, mùi vui cảm, mùi rất là hôi. Sứ như quá trời. Không có máu là họ nghĩ tới sự như vậy thì mình chỉ tâm thôi, nhưng mà không phải lúc nào cũng thể 100% đấy là hạn chế. Tôi nghĩ cái gì trường hợp mà xuống quá trên mà khi mà đi theo cái đường từ quá xuống tới cái trường cạn dưới thì do cái cuối chữ hay gì đó nó chạy ra ra nó đỏ theo thì cái chuyện nó bị nhầm lẫn nhé nghe không. Như vậy thì sự cuối cùng qua ở trên mình thường đặt nguyên nhân của vật lý đó thì nó khó lắm em được trên số thực quản thì còn như vật lý gì nhưng mà nhẹ cũng là thực quản thường gặp nhất em hoặc là sự cuối do u hoặc là sự cuối do vi nó có nhiều nha con đâu không biết vân vân do gì và căn thùng như thế nào cảnh máu nhẹ nhẹ rồi xuống tới dạ dày, dạ dày là thường gặp nhất nha, dạ dày tắc là thường gặp nhất xuống từ quá trên thì cái bệnh lý thứ là gì viêm viêm ghép thì nó càng thường gặp nhất. Thứ hai là gì hội chứng Mallory-Best là nó thường gặp nhất cảnh máu mà. Rồi cuối như vậy đá tạng như vậy đá tạng người lập tiếp ở đây D1 và D2 là thứ nhất nha. Rồi thì đó do u con do u gì đó nhiều thứ đó nhưng mà mình cái chính của mình nói bây giờ mình cái tình đạo tiếp này mình rất là tình đạo nhất. Rồi xuống cái đoạn đá tạng D2 cái gì do sức huyết chảy máu đường mạch đúng không, đường mạch nó chảy vô và ống qua tràng thì có cái tràng đổ xuống thì nó là huyết đường mạch thì nha, hoặc là u bóng qua tràng đó nha, u huyết tắc là vân vân cái u đá tràng. Nhưng mà nghe cái u đá tràng nó rất thiện cảm nha, mình đi có nhiều một có nhiều tài liệu dám nói là không bao giờ thấy u đá tràng u thương đó. Mà nói trong cơ thể không có chỗ nào không khả năng như thế, có nghĩa là cái hạt khó khăn mà nó ít là nhiều thôi, tỷ lệ thấp là nhiều thôi. Còn mình nhấn phát không là đá tạng nó không có u đó, tại vì trước tôi đi học tôi sẽ thấy đó, anh đó anh học được chú rồi lúc đó tôi cũng từng đọc được tài liệu mà họ cũng đọc được tài liệu thì lúc đó chú sẽ được chú đó đọc tài liệu đọc kỹ nó là chưa có đặt ai mà nói cung cung huyết đá tràng là người đó phải hiền bạc anh đó nói vậy đó. Tôi nói tôi có tài liệu để chứng minh là tôi nói có nhưng mà nó thấp tỷ lệ nó rất là thấp, có nhiều thống kê là vài phần trăm đó nhưng mà nó có hạn cải nó có
mà tôi nói anh chị là phần đa số là tất cả những cơ thể trong con người ta là phải có khả năng bị ung thư hết. Tại vì sao? Vì trong cái thể mình nó tu nặng gì, nó máu luôn, tế bào tiêu thêm máu, lúc nào nó có một có máu lưu gì nữa, tế bào tiêu thêm hết, nhưng mà không có máu lưu gì, cái cơ quan nó bị xuống tiêu rồi, phải có tiêu rồi, nó là bất cứ nên nhớ là khi mình mổ trong thể mình mổ gì ra mà làm cho bị hỏng nó để nguyên tắc nha, nhưng mà khi mình ở đây hỏi đi mổ đúng vậy chưa không là kiểu đúng hỏa đậu cái đó nguyên tắc làm sự nghiệp trên nguyên tắc đó không phải làm rồi là sự nghiệp người ta phải đọc ở đây là bú bò ở đây này, ở đây là bú mỡ này, ở đây là chi căn từ đâu này đó. Nếu mà đúng rồi, là phép. Từ khi đây xứng sáng cho nhiều người một cách bình thường của đạo thuyền của mình. Nó sẵn tắt, sẵn tắt. Rồi xuống đến đá tràng. Thì đa số ở đá tràng đi 34 thì thường được gặp là trong vết trên chấn thương hoặc là do cô biết thôi. Hoặc là ô thật khó luôn. Ngoài ra, tất nhiên nếu mà lết thì đá tràng đó. Nhưng mà cái đó tài liệu nói, nhưng mà khi mình chứng minh một điều đó là cái chỗ đá tràng của nào nó nát hết, mà lý do mình mà soi mà không bao giờ mình soi cái đá tràng đi đi lại luôn, vì khi nó chảy máu đi lại luôn dưới mình không soi cái được. Nhưng mà cá nếu mà cố gắng soi nó cũng có thể nó đi lại luôn được, nhưng mà đa số là mình đi tới tới đi hàng Mỹ à, thì luôn đào một soi có nghĩa là có nhiều anh đó chỉ đang cái môn bị ra rồi. Cái gì anh mình tới đêm một, có nhiều anh mình đã lắp qua đề hai. Đề hai có bóng quạt đen là đúng rồi. Thì cũng có sự cứu cho nét ở đá tràng thì mang vô. Rồi, kế bên đó thì cái ruột non. Ruột non mình gặp là gì? Viêm. Viêm cho lao, nó viêm trùng. Rồi gây nó nhiều cái mình biết là một con, ví dụ là một con có nhưng mà biết sao là gì vậy? Đôi khi mà cái đồ con nó không biết trong cái đồ sao cái đồ con, nhưng mà trước đây bây giờ đó ở Sài Gòn là có nhiều dân nó có cái loại mà nó làm sao uống đó, uống một viên rồi nó chịu đó. Đi có đi mà soi uống vô xong người ta quan sát trên cái màn hình ta ghi lại cái hình ảnh đó, nếu mà trường hợp khi nào người ta sử dụng cái đó hay chưa, khi mà người ta không xác định được cái có sức hút đi quá mà nào nó biết đó là soi cạn tràn rồi soi dạ dày tất cả rồi mình thấy và mình đang chạy qua cái trường ngoài không hết nên có khả năng sử dụng cái đó mất tiền quá nên ngoài nó sử dụng bình thường. Còn mình thì có tiền, tại vì gì đó sử dụng cho một người thôi. Như ví dụ sau thì đã đạt cái ống đó là một ống nó khoảng 100 triệu ống sau đó. Như vậy thì nếu mà sau một ống nó cho một người thì một cam 50 triệu sẽ được, đúng không? Như cái viên đó chỉ sử dụng một người thôi, nhưng mà bây giờ mình sau gì đã đạt bây giờ đó là mình đang sử dụng cái ống sau mũi, đúng không? Ông sống bây giờ người ta chết sẵn. Bây giờ sao đó? Tại vì đó, là khi mà mình đốt vô cái là cái niêm mạc mũi của mình nó rất là mỏng. Nó có mà mặt rất nhiều đó. Mà dễ đẩy sức, dễ chảy mất. Nó, những cái nữa là mỏng của nhỏ xưa. Nhỏ xưa, nó mỏng không. Đốt vô rất là dễ chảy mất. Tôi soi đây cũng nhiều. Tôi thấy tôi đi xuất bài không kêu sao thì nằm trần năm chục phần trăm thế nào. Như vậy thì cái ống soi của mình, ống soi của mình chỉ cần xin đặt xin hoặc là xin đẹp là những cái đó nó có thể nó kiểm được các cái viên con virus, viên gan B, con virus khác nhau nó chắc là kiểm đúng không? Mình chưa nói chuyện mà mình soi cho cái này rút mặt rồi soi vô dạ dày
để mình rút ra cái dịch dạ dày tiếp theo, nó đã bắn là chỗ mà cái chỗ này sự cái gì nhiễm trùng, cái nhiễm trùng bây giờ nhiễm trùng là đó cái tai hại của hình này nó còn nặng hơn cả dạ dày thì giờ ra không còn ở Sài Gòn, có trung tâm ở Sài Gòn không còn sử dụng cái này đâu, có những cái nhiễm trùng chết người ta sử dụng sai họng, người ta sử dụng có một cái lớp tao là cái ông đó rồi sau đó nó bỏ em nó mặc trên người bỏ trên người rồi bây giờ cái hàng chết đây ra gì đúng không, những cái những cái không bị tham nó có nhiều cái chuyện mà đang chết rất nhiều lắm, đang chết nhiều lắm rồi đó mình có biết đâu đang chết mà mình đâu biết chết nhiều lắm. Bây giờ chúng ta đi ra chơi xe Việt Nam cũng nổi tiếng và đây sẽ có người từ đó là những số một đó và kẻ sử dụng từ mẫu trong đó những cái mình đảm bảo những cái tiêu chuẩn gì em chưa nói cái chuyện mà những người mà ngăn cái dụng cụ mà nếu họ ẩu cái chuyện đấy ẩu thì ngăn cái dụng cụ chưa đủ giờ mà ngăn nó còn nó không nó hết nó ngạt nó cái ẩu có nhiều yếu tố là nó gây ra thì làm sao cái gì mình cũng phải giác tôi bản thân tôi làm rồi soi một mấy năm rồi tôi chưa bao giờ đi giác soi tôi soi cho ta rồi mà tôi bây giờ thì sao nên làm tôi làm cái ngày nó đơn tới giờ người soi sao mình mất mấy cái ngày ca nhưng không bao giờ nữa như vậy thì thấy rõ ràng là nhiều cái thứ mà lai ra ở Việt Nam cũng được ăn vô ở ngoài ta ăn cái đầu ăn sống dụng không mà cái đồ mũi cái đồ còn nếu mà ta muốn sử dụng lại người ta phải sản người ta phải nhau một nước cấm thì cũng có còn là muốn khác và sân sân về có nhiều người có đòi được cái đồ không nữa kia virus thì ra ăn tổng cái lai của ăn uống rất là nhiều. Còn HP tên mô phật đại biểu gì còn hãy cho biết đại dạy ở Việt Nam mà gặp nhiều đúng không, cung cứ như thế nhiều mà nó gặp trong trường hợp là do HP đại dạy đa số là cung cứ đại dạy là khi người ta cắt đầu trên lý sách nó khoảng 90% là có con HP không thì người ta nghĩ là cung cứ đại dạy nguyên nhân do con HP nó cũng nhiều dường như nó bị đen nhiễm sau nó đen viêm viêm sau nó đen chết mà nó cứ diễn biến nó lặp lại thì khi mà cộng đồng người Việt Nam mà đấy còn cái đồ là có cái tác giả nghiên cứu người ta mà hình như tỷ lệ mà có cái chiếm trên 50% phải một số cái đó là thật mà thật sự khi mà nó soi lên một thấy ở viện cơ sở em mà soi thấy là ở khoảng 50% nhưng mà con HP á thì khó lắm em thì rất tự tỏ khó em thì đúng phát đầu đúng nó xong nó hết á thì xét nghiệm nó xong thì tìm giải thả xong là gì nhưng mà đó cũng biết là do mình đó là do đi lây lan từ cái con người đầu nhỏ lây lan cái này con người hoặc là khi mà điều trị nó xuống hết cái người cao cái người của nó không còn đi tới nữa thì có một nguyên nhân nhất là điểm nào thì thường thì mình phải tâm là đã hai tuần qua phát tuần hai tuần mà nó có thì mấy chục cái phát tuần mấy chục phát tuần người ta thường ta sử dụng cái phát tuần đơn giản nhất từ đơn giản nhất từ lên nếu mà mình vô mình sử dụng phát tuần mà ảnh ta thì là điều gì là con nhưng thì không được đáp được thì là điều gì tất công là thường là 2 tuần và thì như thường là 2 tháng được khi mà chỉ như vậy thì chỉ sử dụng thảo thuốc đó thuốc chế ôn phát tâm thuốc và thuốc nha một người rồi thì ở một con là những sức lúc đó và sức lúc ở đại tràng ở bằng đại tràng sức lúc đại tràng thực tại chúng ta thường gặp được
ra dưới đó, thì đạp, đạp xuống. Vì hôm nay tự nghĩ là cứ thế, cứ như quá là nghĩ chỉ thì chỉ nghĩ được. Rất là gì? Đó. Thì á, nếu mà mình nghĩ là chỉ á, mình nó sẽ thấy rõ là chính là nghĩ nó xảy ra. Cái con thôi thì bị hậu như thế được như mà mình. Nhưng mà những cái thì thường là tiểu thư của cái đại thiên đàng. Nghĩa là đôi khi mình cái thao tác mình đi thì cứ xem ta là mình biết được là cái khối được rồi. Còn nhiều bác sĩ như là biết đó, biết ta được hết. Nhưng mà thật sự mà nói khi mà em thao tác đạt của em thể kết nối được 60% cái bệnh của người càng mình cứ mở đại càng thì trong trong đại tràng thường cái đạo của đi lết rồi. Thứ hai là huyết thì có chỉ có huyết đơn độc và đa huyết. Mà khi mà người ta thấy đa huyết thường là nó di truyền. Em nhớ những gì mà tôi nói là những cái mà tôi đã đọc được sách và tôi đã nghiên cứu rất kỹ á, nên cứ nhớ những cái nhớ là không thể mà mọi người mà khác được. Có nghĩa là khi mà người ta làm sao người ta gặp cái covid mà nó nhiều quá từ 2-3 cái đấy là đó là bắt buộc người ta phải soi đại tràng người ta coi và người ta phải lại tiền sử cho mình. Nếu mà sau này mà nếu lại người ta không bệnh thì sao đời con cháu sẽ di truyền. Nhưng mà cái đau covid là tỷ lệ nó dẫn tới ung thư rất là cao, rất là cao, tỷ lệ ung thư rất là cao. Mà khi mà người ta soi thấy thì người ta sẽ biết hết. Ví dụ một clip, hai clip người ta sẽ biết, ta thấy là sẽ biết. Còn nếu đa clip thì bắt buộc phải một. Bây giờ nó khó đó là nếu mà clip nó lại đầy sao? Nếu mà nếu là đúng thì thôi, thầy nói là cũng sống khác, cũng còn sống lại thì biết là. Còn nếu mà bằng thư thì chẳng, chẳng còn hết. Còn cách là, đúng không? Chẳng. Thì dù họ đang biết là như thế này. Mà gì hả? Mà do u, lúc do u đó, u đề tràng, u đề tràng, thử gặp. Thì hả? Lết. Cái điều đó họ thường những cái bệnh đó thường là cái bệnh mà điều trị đầu tiên thì thường những cái đó đáp ứng tốt thường những cái thì cái quá đáp luôn thì từ 2-3 ngày đó thì đã sẽ bị trở nặng. Nếu mà trong trường hợp mà u đại tràng mà nó mở mà nó chảy máu lại tạm được thì đó là cái điều tốt. Nếu mà không điều trị đầu tiên trong thời gian mà nó cấp đó nó cảm nhận được món ăn của chúng ta họ ở kia đó nó sẽ có cái gì đó khi mà xuống phía dưới thì đa số là trị thì nghe biết là nó cũng có một người đối với nghe cái lớn ngang ngang như thế có một người nặng là đầu nặng của ông Trung Tràng cũng có ba phòng cũng đi cầu phong đen nào còn nó máu nó có đen chứ ổng có ổng có đầu nằm vô ung tràng đó chứ không có mỹ gì đó. Đó. Lúc đó trưởng khoa chứ cho ông nè ổng ra ổng bổ cái chữ vô cắt chữ lưng vô nó ba mươi chữ chữ lưng vô xong cái ba tháng sau cái tự nhiên thấy thấy nó hoài với rồi sau đại tràng lên rồi sau lên thấy khối u nằm ở đại tràng nó gấp lên đó cái u nó giai đoạn T4 mà đó nó sập lên nó sập lên xung quanh nó mới cắt được luôn thì mổ gà nó cứ rửa mổ ta mới cắt sợ mất mất như vậy thì rõ ràng là cái chuyện mà
từ ra chạm lúc bộ mới hạnh suốt đời đó. Nếu mình phát hiện sớm, mình giải quyết sớm, mình hỗn cắt đó, mình sử dụng hóa chất này kia rồi không có thể kéo dài tuổi thọ, tỷ lệ sống năm năm rất là cao, không có đại trạng. Còn này là sau khi phát hiện ra mù màng sau chứ còn chứ còn một cái nữa em biết không? Đó không ra chuyện tha mạng được kêu hoặc bị chạy còn đó anh còn sống là anh với mắt thì mắt là lúc anh còn cố 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 chứ nổi tiếng cả Việt Nam luôn. Khi một vô cắt, một cắt xong tối lại xong cái đầu, tự nhiên nó tiến tái lên khúc nữa. Cho cắt khúc nữa, cái tiến tái lên khúc nữa. Nó lập ra tới ngoài, cắt ra mới buồn luôn. Thì tới đó ông nghĩ sao, ông nghĩ một rồi. Dạ, thầy nhìn được trường, thầy nhìn được trường là cái người đầu tiên mà đem cái mổ rồi xoay từ Mỹ về Việt Nam mổ, mổ cao tiên là Việt Nam. Là chúng ta ngày ngoài ra mình chạy vô thì ông cắt đống thì nó được thì xong mấy ngày sau thì thôi được không, mình thấy một điều nó lạ lạ đúng không? Vừa ông tư có cái gì một học sợ là thì anh đó anh đồng thủ chức anh thì ra đi đánh thì đồng thủ chức là một học 4-7-8 tuổi đó là cái sinh của tương lai rất là giỏi. Cái đó là cái gì cả. Sao sao? Bây giờ một cái gì đó, nói 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 một cái gì đó là cái chữ vàng lò xoay, nó vừa có đẹp lắm lò xoay nhưng nó được mình vừa can thiệp luôn, can thiệp luôn nếu mà nhà máu vô biết hoặc là trong cái vết chảy ra này đó thì nó sẽ tích sơ là máu hoặc là trong cái các vết mà mình phải ở đây thắt luôn hoặc là tích sơ là nó là có nghĩa lò xoay là tốt. Tuy nhiên cái lò xoay đó, khi mà mình muốn xoay được đó, tất cả cái tình trạng chảy máu đó, tại vì trong cái lòng ruột mà máu không thì mình soi được hết, đúng không? Soi được hết máu không thì như vậy đó, nếu mà trong suốt tiêu hóa chạy chạy thường là phải luôn sạch là vài còn soi còn không soi được, hoặc là những cái lỗ hổng đó dạng như chảy hoặc cholesterol 2A là gì có thể là vô cũng thấy được. Còn đang chạy tiền ở 3B và A là không thấy được làm được là ổn và làm muốn sống được. Mà đa số là thường là nó chảy máu nó tự nước đậm đa số do bếp tiền do u tự nước đậm thì trong cái nguyên tắc điều trị thì nó rất là tốt cái tiêu hóa là hoặc là nó có rối loạn cái huyết áp kia đó, cái sự tổn thương đó.
ta điều trị nội tâm mà cảm thấy mà không thành công á, không thành công là ta bắt buộc phải mổ. Nhưng mà mổ là phải xác định được là cái bệnh nó ở đâu thì mổ được. Có nhiều trường hợp mà mổ vô là không biết cái giai đoạn. Nhưng mổ là khi cần thiết nó mổ. Đa số cái gì chúng ta phải làm hết. Còn chảy máu chảy thì chảy máu nó tự được cầm. Em đừng có sợ đi đi cầu chảy máu à, làm gì nó tự cầm. Nói chung cái bài chữ hay lắm, cái bài nó hay lắm, nhưng mà có luồn qua cái chữ này không. Nếu em thì tại vì đa số người ta mà em chữ ai cũng có thể, nhưng mà khi mà nó giãn đó, nó giãn quá mức đó, nó thật một tí. Nhưng mà thì trong cộng đồng người ngoài kia tâm lưu việc được thấy rất nhiều, mà đa số là đầu một hoặc là sắp kiện các bạn đa số thì những cái đầu một sở hữu là hai người là người đang có chuyện nhiều ấy, người đang đi khác cái nhiều. Ở đây là bảo đảm 10 người là hết, cái chuyện 7-8 đơn vị để đủ cho nên mà đặt được người đứng tuổi đó ở đây là có nhóc được. Em có hỏi gì nữa không? Bây giờ có hỏi gì nữa đây? Huh?
thì cần phải làm để sau này các cái gì để cái ý hả cái vấn đề còn cái đó là cái hạn chế thôi, hạn chế đó một cái thể một cái thể hạn chế sử dụng. Nếu mà mình chưa có chỉ định rồi soi mình đang chuyển nó đi chơi thì mình cứ cho bệnh nhân sử dụng một để chuyển nó đang trong trường hợp gì được thôi, có cái gì đâu. Thật sự cái đó anh cho nó tốt thôi chứ có cái gì đâu. Ai ai nói là chống chỉ định. Không nghĩa là người dân động chưa hạn chế xoài, hạn chế dùng BB trước khi mà cũng chưa xoài. Cái cơ chế của nó có cơ chế của nó mà anh nghĩ là phải xài thôi chứ không xài sẽ được. Tại vì cái bản thân của mình càng nét gì tất cả á thì nó do cái lá hàng rào sức nó phải tăng lên. Như vậy thì mình sử dụng kế tiếp là sức vật là bơm hòa tâm để mà mình điều trị nó. Thì khi mình chạy máu cấp là thường người ta sử dụng BBB đó, chỉ định luôn á, chỉ định BBB tĩnh mạch luôn á, BBB chỉ định mạch luôn á. Trong phác đồ có luôn á, là người ta sử dụng luôn thẳng vô là trước đến sau thì sau. Đúng rồi. Trước đây anh thầy cũng thuộc đã. Thank you.